7 sinh vật bí ẩn và những thứ kỳ lạ nhất từng xuất hiện trên trái đất. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một con rồng đang bay lượn. Hai thiên thần có cánh lơ lửng trên những đám mây, vô tình trông thấy nàng tiên cá bằng xương bằng thịt giữa đại dương bao la rộng lớn. Đó chính là những sinh vật hay là những thứ có thật đã được nhiều người bắt gặp và kể lại trải nghiệm ấy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Các bạn thân mến, trước giờ thì những sinh vật kỳ lạ như là ông già Noel hay là thế giới thiên quốc rồi thì thiên thần vân vân thường được coi là thần thoại và không hề có thật. Tuy nhiên thì chính những camera đã vô tình ghi lại và thông qua lời kể của nhiều người mà chúng ta không khỏi bất ngờ và đặt ra câu hỏi liệu chúng có thật sự tồn tại hay không? Vậy thì đó là những sinh vật hay là những thứ bí ẩn và kỳ lạ như thế nào? Ngay bây giờ các bạn hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và khám phá nhé! Vị trí đầu tiên đó chính là rồng. Các bạn thân mến, rồng là một sinh vật huyền bí có sức mạnh phi thường, xuất hiện trong nhiều truyền thuyết của cả phương Đông lẫn phương Tây. Nếu như rồng phương Đông là một loài vật linh thiêng rất được tôn sùng và nó có hình dạng vảy cá, bờm sư tử, dù không có cánh nhưng lại bay lượn tự do và là linh vật mang đến điềm lành, thì ngược lại, hầu như trong các loài rồng phương Tây đều chất chứa sự độc ác và hung dữ. Tại đây, rồng mang hình ảnh một loài bò sát có vảy, cánh, đuôi dài với sức mạnh và skin không thể xem thường, như là bay lượn trên bầu trời cao vút hay đôi khi thăm dò dưới lòng đất sâu, rồi thì hô mưa gọi gió, miệng thét ra lửa, trông đến là ngầu loi luôn. Thế nhưng, tưởng chừng như rồng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thì thực tế không ít lần người ta đã bắt gặp, thậm chí còn quay lại được những video về sự xuất hiện của sinh vật kỳ bí này. Và điển hình là sự việc xảy ra vào năm 2013 ở Anh. Nhiều người dân ở đây đã tận mắt trông thấy một con rồng bước ra từ truyền thuyết. Nó thản nhiên phô trương thân thể to lớn, lượn lờ gần mặt đất, như kiểu là sắp tấn công bất kỳ ai đấy. Và thật may là nó không làm như vậy. Hay như đoạn video, rồng xuất hiện tại một sân bóng chày dành cho trẻ con ở Mỹ. Khi mà mọi người đang cổ vũ nhiệt tình cho lũ trẻ ở sân bóng, thì bất ngờ một tiếng thét lạ cùng với những tiếng vỗ cánh điên hồi đã khiến cho mọi người hoảng hốt. Mọi sự chú ý đều tập trung vào sinh vật lạ trên bầu trời. Ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa khi phát hiện ra đó chính là một con rồng. Tuy nhiên thì con rồng này vẫn chưa là gì so với một lần anh rồng đã ghé thăm Việt Nam của chúng ta. Được biết, khi mà đang tận hưởng bầu không khí trong lành tại một khách sạn sang chảnh ở Mường Nhé thì có một sinh vật cứ lượn lờ trên những đám mây đen đập vào mắt một anh quay phim. Và sau khi video được đăng tải thì mọi người đã phải thốt lên: đấy đích thị là con rồng phương Đông trong truyền thuyết chứ còn gì nữa. Và như vậy, với tất cả những bằng chứng kể trên thì sự xuất hiện của rồng trong văn hóa và lịch sử là không thể phủ nhận. Vậy ở đây có bạn nào sinh vào năm rồng hay không nhở? Nhớ comment điểm danh ngay xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Tiếp theo, hãy cùng khám phá ngay một sinh vật được rất nhiều trẻ em thần tượng và yêu mến đấy. Vị trí thứ hai đó chính là thiên thần. Các bạn ạ, khi nhắc tới thiên thần là người ta sẽ nghĩ ngay tới một vầng sáng chói lóa từ một vị sứ giả với đôi cánh trắng muốt bay xuống trần gian và cứu rỗi loài người. Và ngay từ thời cổ đại, những câu chuyện về thiên thần đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và có mặt ở hầu hết các tôn giáo, tín ngưỡng trong văn hóa phương Tây. Và sẽ như thế nào nếu như một ngày chúng ta được chứng kiến tận mắt những thiên thần ngoài đời thực nhỉ? Thực tế có rất nhiều người khẳng định đã từng diện kiến thiên thần, thậm chí là được thiên thần cứu sống. Điển hình là câu chuyện xảy ra vào năm 2008 tại bang North Carolina. Một người phụ nữ có tên là Colleen Banton đã tuyên bố rằng thiên thần đã chữa lành bệnh cho con gái của bà. Được biết, Chelsea, con gái của bà đã bị bệnh rất nặng, lá phổi trái dường như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cô bé phải duy trì sự sống nhờ vào máy hỗ trợ hô hấp. Bà Banton đã sẵn sàng đón nhận những gì xấu nhất sẽ xảy ra. Nhưng rồi, bỗng nhiên có một vệt sáng xuất hiện. Sau đó, bất ngờ, Chelsea đã có thể tự hô hấp bằng chính sức lực và lá phổi của mình. Ai cũng tin rằng cô bé trở về từ cõi chết bằng một phép màu nào đó đến từ thiên thần. Và hay như đoạn video thiên thần hạ phàm tại Indonesia, từ một camera tự động ở Nam Jakarta, Indonesia đã tình cờ quay lại được một hình ảnh hết sức lạ lùng. Trong video, một bóng trắng có cánh đột nhiên rơi xuống đất và biến mất, khiến người dân ở trung tâm mua sắm hốt hoảng theo dõi. Quan sát kỹ, có thể thấy bóng trắng này khá giống người, có mái tóc dài và đôi cánh trắng muốt. Tuy nhiên, thông tin gây tranh cãi nhất về sự xuất hiện của thiên thần phải kể đến video vào năm 2014. Một YouTube có tên là Carlos đã đăng tải một đoạn video xuất hiện hai sinh vật có cánh bay thấp thoáng giữa những đám mây. Càng quan sát, người xem càng thấy rõ những sinh vật này tuy có tay chân rõ ràng, gần giống với cơ thể của người. Và phải chăng đây là hình ảnh của thiên thần thật sự? Các bạn nghĩ sao về những video và hình ảnh này? Và các bạn có tin thiên thần tồn tại hay không? Thì comment ngay "tôi tin" để xác nhận nhé! Và tiếp theo là bí ẩn về một sinh vật cũng kỳ lạ không kém đâu. Vị trí thứ ba đó là nàng tiên cá.
Các bạn ạ, nhắc tới những sinh vật bí hiểm bậc nhất trên thế giới thì chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua nàng tiên cá, loài vật nửa người nửa cá rất là xinh đẹp, lại sở hữu giọng ca du dương làm say đắm lòng người. Và trong mỗi nền văn hóa thì giai thoại về nàng tiên cá được lưu truyền là khác nhau, có nơi thì coi nàng tiên cá là những sinh vật gian ác, chuyên dùng giọng hát để mê hoặc thủy thủ và giết họ rồi lấy xương làm nhạc cụ. Nhưng mà cũng có nhiều truyền thuyết thì kể rằng nàng tiên cá lại là những người tốt, thường thông báo những tin xấu về thời tiết để giúp cho các thuyền tránh được những tai ương khi ra khơi. Và dù không rõ thực hư về sự tồn tại của loài sinh vật này, nhưng quả thật đã có rất nhiều những bằng chứng không thể chối cãi về việc người ta đã tìm thấy rất nhiều hài cốt hay những hóa thạch rất chân thực được cho là của người cá. Thậm chí, nhiều người đã từng tận mắt chứng kiến người cá và ghi lại qua camera. Điển hình là chuyện diễn ra ở bờ biển thành phố Kiryat Jam của Israel. Vô tình, có hai bạn trẻ đã bắt gặp một người phụ nữ nằm trên mỏm đá với hình dáng vô cùng khác thường. Chính vì thế, họ đã quay video lại và thật bất ngờ, sinh vật này có đuôi. Và ngay khi bị phát hiện ra, sinh vật này vội vã trườn xuống biển và biến mất trong nháy mắt. Chưa hết, một video cũng ghi lại xác nàng tiên cá khô đét phơi mình giữa bãi cát sau một trận bão, trông đến là vô cùng đáng sợ và gớm ghiếc. Và nghi vấn đặt ra rằng, phải chăng sinh vật này chính là nàng tiên cá thật 100%? Nhưng mà chưa kịp phân xử xong thì vào năm 2014, những hình ảnh khác được cho là xác của nàng tiên cá bằng xương bằng thịt, với khuôn mặt nhợt nhạt, đuôi dài, nhờ vây đã được tìm thấy ở bãi biển của Philippines, khiến cho nhiều người không khỏi xôn xao. Có những người thì tin sái cổ, nhưng mà cũng có người thì cho đó chỉ là trò lừa bịp nhằm đánh lừa những người nhẹ dạ cả tin mà thôi. Còn các bạn nghĩ sao về sự tồn tại của nàng tiên cá thì nhớ comment suy nghĩ của bạn xuống phần bình luận phía bên dưới cho mình biết nhé. Tiếp đến là một sinh vật mà các bạn nhỏ rất là chờ đón trong đêm Giáng sinh đấy. Thứ tư, ông già Noel. Các bạn thân mến, nhắc tới Giáng sinh thì hẳn bạn nhỏ nào cũng háo hức được gặp ông già Noel vui tính, có chòm râu màu trắng dài, ngồi trên cỗ xe được kéo bởi những con tuần lộc để mang quà và đồ chơi cho các bé. Và được biết, ông già Noel sinh sống ở Bắc Cực với những chú lùn. Tuy nhiên thì cho đến nay, nhiều người vẫn cho rằng ông già Noel là một nhân vật huyền thoại và không có thật. Nhưng trên thực tế, đã có rất nhiều những minh chứng cho thấy ông già Noel là có thật đấy nha. Và điển hình là một video quay lại một hình ảnh một đoàn xe tuần lộc sáng rực trên bầu trời của Florida vào năm 2006, khiến mọi người vô cùng phấn khích và reo hò khi đó là đoàn xe của ông già Noel. Tiếp đến là một video ghi lại cảnh ông già Noel đậu trên một mái nhà trong đêm tối. Hẳn là ông vừa chui qua ống khói để trao quà cho các bạn nhỏ đây mà. Và sau đó thì ông cũng vút đi mất luôn. Nhưng mà chưa hết bất ngờ, khi mà tại Mexico vào năm 2012, người ta đã quay được ông già Noel cùng với đoàn tuần lộc lướt vút qua ánh trăng trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của người ghi hình lại. Hey, thật sự thì không thể nói đây là ảnh ghép được vì nó quá chân thực và sống động đến lạ thường phải không các bạn? Và chưa hết đâu nha. Ngay bây giờ, hãy cùng khám phá một sinh vật gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử đấy. Thứ 5, đĩa bay của người ngoài hành tinh. Các bạn thân mến, UFO hay vật thể bay không xác định và người ngoài hành tinh thì từ lâu đã là đề tài tranh cãi của nhân loại. Sự tồn tại của những sinh vật bí ẩn này thì vốn đã được tranh luận trong rất nhiều thế kỷ qua. Hầu hết các ghi chép lịch sử đều đề cập tới việc chứng kiến đĩa bay ở tầm xa, và trong thời kỳ bùng nổ UFO hơn nửa thế kỷ qua thì ngày càng có nhiều người khẳng định rằng họ đã tận mắt gặp người ngoài hành tinh hoặc nhìn thấy các đĩa bay lơ lửng trên bầu trời. Ngoài ra, có trường hợp ghi nhận vào năm 1998, một sinh vật hình người được phát hiện tại Sass, miền Bắc Israel, có chiều dài 12 cm, có đầu, cánh tay và ngón tay cùng với chân. Công chúng đều đồng loạt cho rằng đó chính là người ngoài hành tinh. Hay một trường hợp tại miền Nam Ai Cập, người ta phát hiện ra đồng tiền cổ xưa kỳ lạ có in hình người ngoài hành tinh, khiến cho nhiều người tin rằng đây chính là bằng chứng chứng minh sự tồn tại của họ tại trái đất. Và trước năm 1999, UFO được cho là thường xuyên xuất hiện tại các địa điểm của nhiều vùng tại Trung Quốc như là ngoại ô của phía Tây Côn Minh, Thương Châu ở Hà Bắc, Hạ Môn, Thượng Hải hay là Vũ Hán v.v. Và thậm chí, Trung Quốc đã chi tới hàng triệu đô la để cho xây dựng kính viễn vọng dùng để tìm kiếm người ngoài hành tinh có kích thước siêu khủng tương đương với 30 sân bóng đá. Và chứng tỏ rằng sự tồn tại của sinh vật này không hề là một chuyện đùa, mà sự việc này hoàn toàn là điều nghiêm túc. Vậy thì các bạn có biết mục đích của người ngoài hành tinh đến trái đất là gì hay không? Hãy đón chờ video sắp tới, admin sẽ làm video để giải thích tường tận chi tiết về bí ẩn của sinh vật này nha. Tiếp đến là một thế giới vô cùng mỹ diệu như trong cổ tích đã được chứng minh là có thật đấy. Thứ 6, thế giới thiên quốc qua ống kính của NASA.
Nếu các bạn nào đã xem video 7 bí ẩn về thiên đường mà mình đã từng phát sóng thì có thể thấy rằng thế giới thiên quốc và thiên đường đẹp tuyệt hảo đến như thế nào. Dù nhiều người chỉ coi đó là một thế giới không có thật mà con người ảo tưởng, nhưng qua chính ống kính của NASA ghi lại thì câu chuyện lại không hề giả chân đâu nha. Để biết, Hubble là loại kính viễn vọng cường đại nhất trong lịch sử du hành vũ trụ của nhân loại. Và vào ngày 8 tháng 2 năm 1994, trang Wiki World News công bố một bức ảnh được chụp bởi kính viễn vọng không gian Hubble vào ngày 26 tháng 12 năm 1993, hiển thị rõ ràng hình ảnh giữa bầu trời đêm mênh mông vô tận xuất hiện một thành phố vô cùng tỏa sáng, được cho là thế giới thiên quốc mà mọi người hằng nỗ lực tìm kiếm. Các chuyên gia phân tích của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ đều ngỡ ngàng, họ không dám tin vào chính đôi mắt của mình. Thì ra các ánh sáng và màu sắc biến đổi không ngừng ấy đến từ một thế giới của thần. Thông qua sự kiểm tra và tái kiểm tra, họ đã đi đến kết luận đó là hình ảnh này là hình ảnh thật. Chúng tôi kiểm tra rồi tái kiểm tra, cảm thấy những hình ảnh này thật sống động. Đó không thể là nơi cư ngụ của con người, mà rất có thể là nơi ở của Thượng Đế, tiến sĩ Marcia Mason phấn khích kể lại. Và ngoài ra, một video tại Trung Quốc khiến cho nhiều người xôn xao khi mà ẩn hiện giữa một đám mây là cảnh thiên quốc giữa những thiên thần rất chân thực. Wow, thật sự thì chính các tiến sĩ nghiên cứu và xác nhận thì đúng là không thể nào phủ nhận được đâu. Không biết là thế giới thiên quốc đẹp lung linh ra sao nhỉ? Giá mà được tới đó thì tuyệt vời. Và cuối cùng là một đấng tối cao đã từng được rất nhiều người bàng hoàng trông thấy đây nha. Thứ 7, Chúa Giê-xu và Phật. Ở đây có bạn nào tin vào tâm linh hay không? Comment điểm danh ngay nha. Các bạn ạ, đối với những người có niềm tin vào thần linh thì Chúa hay là Phật đều là những bậc giác giả có sức mạnh vô song và từ bi, luôn che chở và bảo vệ cho chúng sinh. Và theo nhiều nguồn thông tin ghi nhận, từng ghi lại và xác nhận đã trông thấy hình ảnh đám mây có hình Chúa Trời đang dang rộng cánh tay. Và thậm chí trong một video đã cho thấy một hình ảnh được cho là Đức Thiên Chúa bay lên từ đám mây và một tia sét đánh ngang bầu trời, kèm theo đó là những tiếng hò hét từ rất nhiều người chứng kiến. Và không chỉ có vậy, hình ảnh của Đức Phật cũng được một video chia sẻ lại khiến ai cũng đặt ra câu hỏi liệu rằng thần Phật hay là Chúa Trời có tồn tại hay không? Và theo ý kiến của các bạn thì sao nhỉ? Nhớ comment để cùng chia sẻ với admin nhé! Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu 7 sinh vật kỳ lạ và những thứ bí ẩn nhất đã từng được con người phát hiện ra và tìm thấy trên trái đất. Bạn cảm thấy thứ nào gây cho các bạn nhiều bất ngờ và ấn tượng nhất thì đừng quên comment bày tỏ quan điểm và suy nghĩ cho mình biết nha. Nếu thích video thì hãy dành tặng cho Kính Lúc một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!